Ngày hôm nay trên sân khấu của liên hoan này thì các thầy giáo, cô giáo đang trở thành những người ca sĩ, những diễn viên múa vô cùng là chuyên nghiệp để mang đến cho khán giả những tiết mục ý nghĩa nhất, ca ngợi về quê hương, về đất nước. Và có lẽ sẽ là thiếu sót nếu như trong liên hoan ngày hôm nay chúng ta sẽ không được thưởng thức những ca khúc ca ngợi về chính nghề của các thầy giáo, cô giáo, đó chính là nghề giáo. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục dự thi của trường Trung học cơ sở Tương Giang với tiết mục Nghề giáo tôi yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu bên đèn khuya miệt mài trang giáo án, giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, đó là nghề nghề giáo tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao muôn lá rụ, đón thu về bâng khuâng ta áo trắng, khi hè về xôn xao tiếng như dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm, như cánh buồm chờ đầy khát vọng, đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước, ôi tự hào về sao tôi yêu, đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước.
Xin được cảm ơn một tiết mục vô cùng là sâu lắng đến từ trường Trung học Cơ sở Tương Giang.